Anh đến vlog tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái vlog về vấn đề là mình sẽ nuôi một con cá koi khi còn bé cho đến lúc nó trưởng thành, nó sẽ trải qua những giai đoạn nào. Ở lần cái vlog này, anh em mình đã mua hai con cá posai để mình quay vlog này. Thì bây giờ đang nằm trong tăng đó anh em. Hôm qua mình cũng đã hòa nước rồi, thì hôm nay mình bắt ra để mình quay cho anh em xem. Chờ mình xíu nha, để mình chuyển qua máy quay qua cái tầng cho anh em dễ nhìn. Rồi đây anh em, mình có mua hai con Zero với lại Kumaru để mình làm clip quay cho anh em coi. Thì hai con này hiện tại đang là size khoảng 15 cm đó anh em. Thì con này là Zero nha, con này là Zero nè, con này là Kumaru. Con này cũng giống như là Zero nhưng mà nó là da trơn, cho nên tên của nó hơi khác một xíu. Thì bản thân mình rất là thích cái dòng trắng đen này, nó có vẻ như là nó huyền ảo hơn anh em. Thì sẵn tiện này mình giải thích với anh em cách chọn Zero luôn nha. Anh em chọn Zero thì anh em nên chọn những con có body tốt. Luôn luôn cá nào mình lựa cũng ưu tiên cái body nó tốt ha. Cái thứ hai là cái cuốn đuôi nó phải to. Cái thứ ba là vàng da nó phải trắng. Và cuối cùng là Penny, đó là Sumi. Sumi có những con nó sẽ lên, những con nó còn hơi ẩn ẩn, thì anh em có thể cân nhắc để lựa chọn ha. Như con này nó cũng lên rồi nè, mình thấy con này nó lên cũng khá khá nè, cũng tốt nè, cũng trẻ đầu rồi, cũng lần lân. Nói chung con này được, mình thích con này lắm. Rồi nói về Kumaru thì nó là dòng da trơn. Cái dòng Kumaru này anh em, khi mà nó lên á, nó lên màu đen á, nhìn nó rất là đẹp. Thì mình sẽ chèn cho anh em vài cái hình ảnh của Kumaru cho anh em coi lúc nó trưởng thành. Thì con này nó chưa có lên màu đâu, nó vẫn còn ẩn lắm. Rồi quay lại vấn đề chính là hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em cách chia sẻ với anh em một số kinh nghiệm của mình để nuôi cá con ha. Thì khi mình nuôi cá con á anh em, khi mà mình nuôi cá thô sai á, nếu như anh em có một cái tăng riêng để nuôi cá thô sai thì đó rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời luôn. Nếu anh em có một cái tăng riêng để nuôi, còn nếu trường hợp anh em không có tăng thì sao, anh em chỉ có một hồ duy nhất để nuôi thì sao, thì cái lúc đó anh em phải ngăn cái hồ ra, ngăn ra, hoặc là dùng một tấm lưới nào đó để cách ly con cá tô sai ra khỏi cái đám cá lớn này. Vì khi mà mình nuôi cá tô sai đó anh em, chắc chắn con tô sai nó không nhìn ăn lại được mấy ngụy chà bá này đâu. Mấy con này ăn rất là nhanh, rất là lẹ luôn, cho nên là cám có bao nhiêu là tụi nó ăn hết, không đến được tô sai ăn, với lại tụi nó sẽ không có tranh lại được. Tại vì cái kích thước của tô sai nó quá nhỏ đi, những con này nó đã to rồi, nó đã 40-50 rồi. Ví dụ trường hợp hồ của anh em cũng như vậy nha. Còn nếu mà hồ anh em tàn cái tô sai không thì cũng mình cũng không nói làm gì, đó thì quá dễ rồi. Thì lúc đó anh em phải ngăn lại để sử dụng một loại cám riêng dành cho tô sai, là cám có size là S hoặc M. Nói chung là cái hạt cám làm sao cho vừa với loại miệng con cá, có nghĩa là con cá nó nuốt được nha anh em, chứ không phải là nó ngậm mồm nó nhả ra thì mình cũng không có tác dụng gì đâu. Những con cá lớn hơn thì sẽ sử dụng size L. Ví dụ như con cá của mình nè, mình đang sử dụng size L cho cá này. Khi mà anh em cắt ly ra con cá tô sai nhỏ ra như vậy á, thì anh em sẽ có nhiều cái lợi lắm. Ví dụ như là con cá của anh em sẽ ít bị đẹp hơn, tại vì nó có dinh dưỡng để nó phát triển. Tại vì cái tuổi mà tuổi của con cá tô sai là con cá 1 năm tuổi anh em, nó lớn rất nhanh. Nếu trường hợp nó thiếu dinh dưỡng, nó sẽ lớn rất chậm và nó trở thành con cá đẹp. Con cá đẹp là con cá nuôi hoài nó không lớn, như vlog trước mình đã nói rồi đó, nuôi hoài nó không lớn. Rồi trong cái trường hợp mà nếu như anh em không có hồ, không thể nào ngăn cái hồ mình ra, cũng không có tăng để mình nuôi á, thì mình khuyên anh em nên mua những con cá thai từ 30 trở lên luôn, để nó có thể tranh ăn lại được những con cá lớn. Chứ mình nuôi một con cá nhỏ quá mà nó không ăn, nó không tranh lại được đó, thì rất là tiếc ha. Mặc dù con cá đẹp, con cá đẹp mà nuôi nó không lớn thì nó cũng mất giá trị con cá lắm. Ok, thì sắp tới đây á, đó là về cám nha, đó là về cám. Rồi nước thì anh em vẫn thay như bình thường thôi, vẫn thay nước như bình thường. Và nhớ chú ý nha, khi mình nuôi tô sai á, anh em thấy nháy cái thuốc bay của mình không, cái nấm hút đáy đâu,
cái nắm hút ấy này để ngăn những con cá nhỏ nó bơi vào đó, để nó tránh trường hợp nó bị trôi qua cái ngăn này, ngăn lắng này. Khi mà con cá nó trôi qua cái ngăn lắng anh em, nó rất là dễ bị nhiễm khuẩn, tại vì bên ngăn lắng nó khá là dơ, mà con cá mà ở trong môi trường nó chắc chắn nó sẽ chết, mà khi nó chết rồi cái hồ của anh em rất là có vấn đề rất là lớn nha. Về thay nước rồi, nói chung là về nước rồi môi trường sống thì anh em chăm sóc như bình thường, như chăm sóc những con cá lớn này thôi, cũng không vấn đề gì đâu. Anh em chỉ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng thôi, tại vì cá nhỏ nếu anh em có thể cho ăn một ngày 5 lần thì đó rất là tốt. Và cho ăn như thế nào? Cho ăn thì anh em cứ cho lượng cám nó ăn hết trong vòng 10 phút. Đừng, nếu mà cám mà mình thả xuống trong vòng 10 phút mà vẫn còn á, sau 10 phút anh em vớt ra. Để chi? Để khi con cá nó ăn quá nhiều quá, nó dù nó ăn cái dư thừa quá thì nó sẽ gây ra hiện tượng là con cá nó bị vỡ cái body, có nghĩa là cái body của nó sẽ bị hư, nó bị xệ bụng nè, nó bị cong mình, nói chung là nó nhiều vấn đề lắm. Thì trong 10 phút đó anh em thấy cám còn dư là anh em vớt ra liền, bỏ luôn. Rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ một xíu vậy thôi. Chia sẻ như vậy thôi. Rồi mỗi sau này anh em, mỗi cái vlog sau này á, mình làm mình sẽ chèn thêm một số hình ảnh của những hai con cá này để anh em theo dõi cái quá trình phát triển của nó với mình luôn. Hiện tại anh em, mình chia sẻ một xíu ngoài lề ha, ngoài lề câu cá coi ha. Thì hiện tại đang có cái dịch Covid đó anh em. Thì cái dịch này cũng khá là nghiêm trọng ha, tại mình thấy là nó gây ra chết nhiều người rồi. Thì mong là anh em giữ gìn sức khỏe. Nếu như anh em có việc thì mới ra đường, còn không thì anh em cứ nên ở nhà ngắm cá thôi. Như mình à, mình thường mình hay làm, giờ mình nghĩ mình ở nhà ngắm cá thôi. Tránh tụ tập đông người, nhớ rửa tay sạch sẽ và đeo khẩu trang. Rồi chúc anh em luôn mạnh khỏe nha, vượt qua cái đại dịch này. Rồi tạm biệt anh em, bye bye, tạm biệt.